Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và nhìn trên màn hình, chúng ta thấy gương mặt quen thuộc của chúng ta, chị Tôn Nữ Như Hạnh. Mời chị gọi đây chào quý vị. Dạ, Như Hạnh cũng xin được mến chào anh Nam và xin được mến chào tất cả quý khán giả của Cali Today đã chọn theo dõi chương trình của anh Nam và Như Hạnh ngày hôm nay. Thưa quý vị, chị Như Hạnh nhắc lại thêm lần nữa với những anh em mà chưa biết chị Như Hạnh là ủy viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Mà quận hạt Santa Clara là ở đâu? Là thành phố này, cái quận hạt này có 8-9 thành phố, trong đó có thành phố San Jose, thung lũng điện tử Silicon Valley, cho nên đây là trái tim của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cho nên những chương trình về của chị đó nhằm phục vụ chính yếu cho cộng đồng người Việt, mà đặc biệt là cộng đồng người Việt tại miền Bắc California, quận hạt Santa Clara. Và quý vị có thể giới thiệu chương trình của chị Như Hạnh cho nhiều người cùng xem và quý vị cùng xem. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập một số các vấn đề thuộc về cái phòng bệnh, chữa bệnh và nhu cầu kiến thức cần biết về Covid-19, về dịch bệnh trong thành phố chúng ta, trong quận hạt chúng ta. Câu đầu tiên của chị Như Hạnh là có những cách nào hiện nay đó để mà chữa trị Covid-19 chị? Nhiều người nói đủ thứ cách, thậm chí có những người cho uống cái này, uống cái kia, uống cái nọ, đủ thứ. Nhưng mà cái cách chữa trị mà chúng ta biết là cách gì thưa chị? Dạ thưa anh, trong hơn 2 năm vừa qua chúng ta khốn đốn với Covid-19 nhưng mà cũng học hỏi được rất là nhiều điều về cái siêu vi khuẩn mới này. Chúng ta lúc đầu khi mà chưa có cái phương pháp gì để ngừa hay là để trị hết thì chúng ta có những cái phương cách giúp cho chúng ta bớt nhiễm bệnh, như là mang khẩu trang rồi đứng cách xa nhau vân vân. Rồi sau đó thì thuốc tiêm ngừa ra đời. Và gần đây thì chúng ta cũng nói đến những cái phương pháp chữa trị Covid-19 một khi đã bị nhiễm bệnh. Thì hiện nay trên khắp Hoa Kỳ đó, người ta cũng áp dụng có những cái phương pháp điều trị Covid-19 giúp cho người nhiễm bệnh được hồi phục nhanh chóng và không phải vào trong bệnh viện. Thì cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, nói tắt là FDA đó, họ cũng đã phê duyệt nhiều cái phương pháp để mà điều trị khẩn cấp trong cái thời gian vừa qua, và cũng có nhiều cái phương pháp khác cũng đang được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về cái để mà mình xác định cái tính an toàn và hiệu quả của cái việc điều trị Covid-19. Và nếu như quý vị là người có nhiều rủi ro bị nhiễm bệnh nặng một khi mà nhiễm Covid-19 đó, thì xin quý vị hãy liên lạc ngay với bác sĩ của quý vị. Và khi mà quý vị có xét nghiệm dương tính với Covid-19 và có những cái triệu chứng nhẹ, để xem thử là quý vị có đủ điều kiện để được điều trị Covid-19 hay là không. Và xin đừng trì hoãn cái việc tìm cách điều trị, vì các loại thuốc này đó sẽ có hiệu quả nhất ngay khi mà các triệu chứng mới bắt đầu. Và có khoảng 2 cách để được điều trị Covid-19 ngoại trú, có nghĩa là không phải vào bệnh viện để điều trị. Đó là thứ nhất, quý vị có thể tìm các địa điểm xét nghiệm và chữa trị, gọi là test to treat đó. Thì tại các địa điểm này quý vị có thể được xét nghiệm, rồi sau đó có thể nhận được toa thuốc để mua thuốc viên kháng sinh để uống. Và đồng thời quý vị cũng có thể tham khảo với bác sĩ gia đình của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện để nhận toa bác sĩ để mà điều trị Covid-19 hay không. Và bác sĩ cũng có thể cho quý vị biết một số thuốc mà có thể mua over the counter đó, không cần đến toa bác sĩ, dùng để làm giảm các triệu chứng, để giúp cho cơ thể tự tạo sức đề kháng chống lại siêu vi khuẩn, thưa anh. Dạ. Thưa quý vị có thể theo dõi chương trình này, thì qua câu chuyện, câu trả lời của chị Như Hạnh đó, có thể cho chúng ta thêm ý nghĩ nối tiếp theo đi. Mà có thể quý vị có thể dễ hỏi những câu như thế này. Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu thêm về các phương cách, các cách thức, và nói cách khác hơn á, và cái cách mà làm như thế nào để mà chữa trị và bảo vệ cho chính bản thân mình và gia đình của mình. Đó là quan tâm lớn của tất cả chúng ta, là cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Phương pháp, cách thức
để mà phòng bệnh và chữa trị, thưa chị? Dạ thưa anh, hiện nay có một cái số phương pháp hiện đang được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa COVID-19 dành cho những người được xem là có nhiều rủi ro nhiễm bệnh COVID-19 nặng. Thì thứ nhất là có thể dùng thuốc kháng sinh antiviral ngăn chặn siêu vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là cái thuốc remdesivir. Rồi chúng ta cũng có thuốc kháng sinh đơn dòng gọi là monoclonal antibodies đó, thì nó sẽ kết dính với cái siêu vi khuẩn và nó tìm cách để mà cho cái cơ thể nó tống những cái siêu vi khuẩn đó ra khỏi cơ thể của mình. Và cũng có thuốc gọi là chống viêm, anti-inflammatories đó, giúp cho cơ thể giảm bớt những cái phản ứng miễn dịch quá mức. Rồi những cái loại thuốc mà chúng ta vừa đề cập đến đó, nó sẽ giúp người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng không bị nhiễm COVID-19 trước khi có tiếp xúc, hay là trong khi có tiếp xúc, hoặc là sau khi có tiếp xúc, để điều trị các triệu chứng COVID-19 để ngăn ngừa các biến chứng và tử vong. Xin quý vị có thể lên cái trang mạng của Bộ Y tế của tiểu bang California, tức là www.cdph.ca.gov. CDPH tức là California Department of Public Health đó, thì những cái trang mạng này nó sẽ cho quý vị biết thêm rất là nhiều thông tin nếu mà quý vị có những cái thắc mắc về vấn đề chữa trị. Và tuy là cái cách thức chữa trị cũng rất quan trọng để chống lại COVID-19, nhưng mà tiêm ngừa vẫn là cái phương cách để giúp chúng ta vượt qua khỏi đại dịch. Và xin quý vị, nếu chưa đi tiêm ngừa hoặc là chưa tiêm liều hỗ trợ, thì xin quý vị lên trang sccfreevax.org để tìm những cái địa điểm tiêm ngừa có hẹn hoặc là không cần hẹn trước, nó thuận tiện cho quý vị. Và thưa với quý vị, sẽ có nhiều cái cách mà để giúp cho chúng ta ngừa lây nhiễm bệnh nặng, nhưng mà như Hạnh có thưa với quý vị trước đây, như là chúng ta tìm cách mang khẩu trang, rồi làm thông thoáng những cái chỗ trong nhà hay là những cái trong trường học này kia, rồi những cái vấn đề chữa trị, tất cả là đều đóng một cái vai trò rất quan trọng để giúp cho quý vị và cộng đồng được an toàn. Và nếu như mà quý vị có những cái triệu chứng của COVID-19 thì hãy nói chuyện với bác sĩ ngay và tìm cách chữa trị, hoặc là đến một cái địa điểm mà người ta sẽ xét nghiệm rồi chữa trị, để cho thuốc, để toa thuốc để chữa trị, để xem quý vị có hội đủ điều kiện để được chữa trị mà không cần phải vào nhà thương hay là không. Và những cái loại thuốc mà chữa trị hiện nay thì kể cả cái biến thể Omicron và BA2 nữa thì cũng có thể chữa. Và những cái nếu mà quý vị có những cái triệu chứng của COVID-19 đó, thì quý vị có thể đến những cái địa điểm của CVS trong suốt quận hạt, từ Mountain View, Sunnyvale cho tới San Jose, Milpitas hay là Morgan Hill, đều có những cái địa điểm CVS mà cho chúng ta xét nghiệm và chữa trị luôn, để cho quý vị có thể yên tâm. Quý vị thấy chị Như Hành rất là kỹ lưỡng phải không? Chị chúng ta cách là trước khi và trong khi và sau khi bị COVID-19. Cho nên chúng ta có thể có một cái nhìn trước khi chúng ta chuẩn bị đề phòng thế nào, và trong khi đó ta giải quyết như sao, sau đó chúng ta giải quyết như thế nào. Bây giờ có câu hỏi đây cho chị. Có người băn khoăn thắc mắc không biết cái có sự khác biệt nào giữa cái tiêm ngừa và chữa trị vậy? Dạ, chứ tiêm ngừa đâu bị đâu nữa chữa trị. Dạ, có khác biệt chứ thưa anh. Dạ. Thứ nhất, khi chúng ta nói đến tiêm ngừa thì giúp cho cơ thể chống lại khi mà nhiễm bệnh và không làm cho cái bệnh trở nặng. Trong khi chữa trị là giúp cho người đã nhiễm bệnh rồi để không phải vào nhà thương. Và tuy một lần nữa như Hạnh cũng xin được nhắc lại là tuy là các phương thức chữa trị cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta chống lại COVID-19, nhưng mà tiêm ngừa cũng
vẫn là cái việc giúp cho chúng ta vượt qua được đại dịch. Và xin quý vị hãy đi tiêm ngừa, hãy đến những cái địa điểm, xin lên cái trang mạng của SCC FreeVax của quận Hạc đó, tiêm ngừa vẫn miễn phí. Và nếu quý vị chưa tiêm liều hỗ trợ thì hiện nay nếu quý vị đã tiêm cái liều hỗ trợ thứ 3 và đã qua được 4 tuần lễ trên 50 tuổi thì không có điều kiện gì khác, quý vị có thể tiêm cái liều hỗ trợ thứ 2, tức là cái liều thứ 4 đó. Và xin thưa với quý vị, hiện nay đó những cái phương pháp mà chữa trị COVID-19 đó, có thể làm giảm bớt những cái rủi ro bị bệnh nặng hoặc là phải vào nhà thương. Rồi xin thưa với quý vị nữa là nên đi chữa trị ngay khi mà mình dương tính với COVID-19, mình có những cái triệu chứng của COVID-19, vì nó hữu hiệu hơn hết là khi mình vừa triệu chứng vừa phát ra là mình đã phải lo đi chữa trị liền. Rồi xin quý vị nói chuyện với các bác sĩ về những cái cách chữa trị hoặc là tìm một cái địa điểm xét nghiệm để chữa trị ngay. Và một lần nữa như Hằng xin nhắc lại là cái việc chữa trị nó không thể nào thay thế cái việc tiêm ngừa. Và nếu mà quý vị có những cái triệu chứng nặng á, thì nên đi bệnh viện ngay, chừng như là bị khó thở nè, rồi đau dai dẳng hay là bị tức ngực, rồi bị hoang mang bối rối, không xác định được phương hướng, rồi không tỉnh dậy được, cứ luôn luôn cảm thấy buồn ngủ, rồi da và mặt bị và môi bị tái xanh hoặc là bị xám thì hoặc là tím đi, thì xin quý vị hãy vào bệnh viện ngay. Thì tại bệnh viện người ta sẽ có những cái phương pháp điều trị tập trung vào các bộ phận quan trọng trong cơ thể để làm giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa cái việc tử vong, thưa anh. Rất cảm ơn chị đã có một số cái kiến thức giúp cho chúng ta phân biệt được cái vấn đề chích ngừa trước khi và sau khi, thưa quý vị. Bây giờ có một câu hỏi nhiều người cũng đang hoang mang lắm. Bây giờ chúng ta ra ngoài thì chúng ta nghe rất là nhiều dư luận rất hoang mang. Có người bảo là bây giờ vẫn còn tiểu bang California bây giờ bắt buộc phải mang khăn mặt trở lại. Trước đây nới lỏng ra, hủy bỏ, rồi bây giờ bắt buộc phải mang khăn lại. Và chúng ta thấy ra đường cũng thấy nhiều người không biết tin này. Và có một số người hỏi thì họ không biết là có vậy không có vậy. Thì thực tế như thế nào, thưa chị Như Hằng? Thưa anh, cái việc mà mang khăn che mặt thiệt ra đó, hiện nay sau cái ngày 11 tháng 3 năm 2022 thì quận Hạc và tiểu bang cũng không còn bắt buộc cái việc mang khăn che mặt ở trong trường học hay là tại các cơ sở chăm sóc trẻ hoặc là một số nơi nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị đến một cái chỗ nào mà người ta yêu cầu mình phải mang khăn che mặt thì nó sẽ tùy vào cái cơ sở đó. Chẳng hạn như là hiện tại những cái văn phòng của quận Hạc vẫn còn yêu cầu quý vị phải mang khăn che mặt khi đi vào. Đó là trong cái tinh thần để bảo vệ sức khỏe chung. Tuy nhiên nói về trường học á, thì và các viên chức y tế Hạc Santa Clara với Bộ Y tế Công cộng tiểu bang cũng vẫn khuyến khích mạnh mẽ mọi người vẫn nên mang khăn che mặt khi ở trong các khu vực công cộng nếu không cảm thấy yên tâm. Và để biết thêm những cái thông tin này, nhất là cho cái việc khi mà chúng ta được cho con em trở lại trường học, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn không biết là có nên cho các em để mặt trần đi học không, hay là vẫn nên kêu các em phải mang khăn che mặt khi vào trường. Mặc dù trường không bắt buộc, thì xin quý vị cứ lên trang mạng của Bộ Y tế tiểu bang hoặc là Sở Y tế quận Hạc và tìm kiếm những cái hướng dẫn về cho học sinh trong trường học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 cho niên khóa 2021-2022. Và xin quý vị lưu ý là có một số trường học hoặc là nơi giữ trẻ hoặc họ cũng vẫn đòi hỏi các trẻ em khi mà tham gia hoặc là đến những cái chỗ đó cũng vẫn phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà hoặc là khi sinh hoạt ngoài trời. Thì quý vị lưu ý cái này và làm việc với mỗi cái cơ sở, mỗi cái trường học mà con em mình đi học hoặc là tham gia sinh hoạt. Cảm ơn chị. Như vậy nói về trường học thì có những cái thông báo như thế nào về cái trường hợp nhiễm hay là cái trường hợp bùng phát COVID-19 trong các chương trình học
từ Bộ Giáo đến lớp 12 thì chị? Thưa anh, theo cái luật của tiểu bang mà California AB 86 đó, thì các trường học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đã không bắt buộc là phải thông báo ngay cho cái viên chức y tế tại địa phương hoặc là cái người đại diện cho viên chức y tế tại địa phương về những cái trường hợp mà nhiễm COVID-19 trong cái cơ sở của mình không được trễ hơn 24 giờ thưa anh. Chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Dạ, phải báo cáo ngay. Và những cái trường học và những cái nhà giữ trẻ rồi các chương trình mà cho thanh thiếu niên đó trong quận hạt có thể làm cái trách nhiệm mà báo cáo của mình bằng cách là lên cái cổng thông tin của quận hạt, là gọi là thường thường người ta hay gọi tắt là spot đó, tức là cái cổng thông tin của ngành giáo dục để theo dõi các trường hợp, các đợt bùng phát. Thì tất cả các trường mẫu giáo, các trường mà có lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 đều nhận được một cái mã số để báo cáo trong trường hợp có người tiếp xúc với COVID-19 để thông báo qua spot. Và Sở Y tế Công cộng cũng gửi những cái mã số để báo cáo trường hợp tiếp xúc qua email đến cho người đại diện của cái trường học về COVID-19 để cho những cái trường học này để họ có thể thuận tiện để mà nộp những cái báo cáo khi mà có những cái người nhiễm COVID-19. Và các trường học mà có lớp từ mẫu giáo đến lớp 12 đó hiện nay không còn phải nộp đơn, cái mẫu đơn ghi danh để cho hồ sơ mà spot nữa, cho mỗi khi mà có trường hợp dương tính thì họ có thể vào thẳng cái cổng thông tin spot để báo cáo những cái trường hợp nhiễm về COVID-19 trong cái khung báo cáo cho cái trường học của họ, thưa anh. Rất là cảm ơn những cái lời giải đáp về những băn khoăn thắc mắc trong cộng đồng về lo toan, lo lắng về cái tình trạng COVID-19 và những cái ô nhiễm của nó. Thì quý vị có thể theo dõi chương trình của chị Như Hạnh, đồng thời quý vị cũng có thể thắc mắc gửi email dưới cái một cái ý kiến để chị Như Hạnh có thể trả lời quý vị trong những tuần tới. Cái mục tiêu mà của quận hạt và chị Như Hạnh là giúp cho quý vị, gia đình Việt Nam, cộng đồng Việt Nam chúng ta sống mạnh khỏe, không bị bệnh tật, đi làm, đi học như bình thường. Xin trân trọng kính chào sự theo dõi quý vị và kính chào chị Như Hạnh. Hẹn chị trong lần tới. Xin cảm ơn anh Nam và cảm ơn quý khán giả của Cali Today đã chọn theo dõi chương trình của anh Nam và Như Hạnh ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong quý vị cũng thu hái được một ít những cái câu giải đáp cho những cái thắc mắc của quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị được nhiều an vui sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong kỳ tới. Chúc quý vị sống mạnh khỏe, không bệnh tật. Đó cũng là mục tiêu của chương trình chị Như Anh. Xin trân trọng chào quý vị, hẹn gặp lại lần tới. Yên ơi!